Chào các bạn và anh em thợ sửa chữa xe máy nha các bạn. Hôm nay lại gặp chiếc UAS này. Chiếc xe này thì khả năng là mình sửa rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay mới gặp con này nó bị cái bệnh là mất điện cao áp các bạn nha. Sau đây mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem để xem chiếc xe này nó bị hỏng cái gì và sửa chữa như thế nào cho hợp lý đúng chỗ các bạn nha. Thì mình đã tháo nó ra như thế này rồi để kiểm tra. Và điều đầu tiên mình muốn nói với các bạn là như thế này. Cái dòng này nó chạy, nó không có quận nổ nha các bạn nhá. Nó chạy điện từ bình ắc quy qua ổ khóa đi vào IC rồi nó cấp ra con mobin các bạn nhá. Đơn giản các bạn hiểu đơn giản là như vậy thôi. Và trong khi đó thì như thế này các bạn để ý này. Đấy nha, các bạn đợi mình rút rắc IC ra. Mình thử cho các bạn xem nhá. Đấy, cái rắc IC, cái rắc nó có hai dây ấy. Một dây là đen sọc đỏ và đen sọc vàng các bạn nhá. Có hai dây này, đen sọc đỏ và đen sọc vàng, thì các bạn chỉ quan tâm đến cái đen sọc đỏ này khi mà các bạn tháo ra như này để thử nhá. Thử này thì các bạn mở khóa lên, các bạn thử vào cái dây đen sọc đỏ nha, xem nó có điện cấp ra đây không đã, để chúng ta loại trừ từng bộ phận một các bạn nha. Dùng đèn thử thì nhiều video trước mình đã có đèn thử, mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Chế cái này rất là đơn giản, và đây là cái bóng để thử. Thử thì các bạn phải mở khóa lên nhé các bạn nha, xem điện nó có cấp ra đây không. Bây giờ mình mở khóa lên này. Mở khóa lên thì các bạn một giây các bạn dí ra mát. Đấy, đèn sáng này. Là điện nó có cấp ra nhé các bạn nha. Đấy. Đây, sáng này. Đấy, bây giờ một và vừa thử như thế là kiểm tra được đường dây luôn các bạn nha. Đấy, đường dây nó không đứt. Bây giờ lại tắt khóa đi và rút cái này ra đã. Các bạn lại cắm vào cho mình, cắm vào máy như vậy là kết luận là đường dây không bị làm sao. Và tiếp theo nữa các bạn rút cái rắc dây đen sọc vàng này ra. Đấy, dây đen sọc vàng ở con mobin ra các bạn nha. Để con mobin mà. Xe này thì mình thử tất cả mọi thứ rồi đều không được, làm clip cho các bạn nào chưa biết các bạn nhé. Còn bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua video các bác nhá. Đây là mình làm clip cho các bạn chưa va bao giờ và chưa biết làm nhá. Tiếp theo nữa các bạn để ý này, cái dây đen sọc vàng này nhá. Để làm nào để thử cái dây này thì mình làm nhiều mình biết. Khi mà mở khóa lên là dây này nó sẽ có điện nha các bạn nha, điện mà nó giật luôn. Đấy. Tôi thử biết rồi. Và bản thân cũng không dám sờ tay vào đây, nó giật tê người nha các bạn nha. Các bạn mở khóa lên các bạn sờ vào đây thì chỉ cần sờ vào đây thôi. Thấy nó tê tê phát là kết luận luôn là cái dây này nó không đứt. Đấy, các bạn nha, các bạn để ý lưu ý này. Đây là mình làm bằng kinh nghiệm thôi, thủ công thôi các bạn nha, chưa cần dùng đến đồng hồ đâu. Cái trường hợp mất điện cao áp này không khó lắm nha các bạn nha. Để cho các bạn chưa quen thì các bạn làm cho nhanh các bạn nha. Vừa lấy mình sờ vào đây là nó rất là tê. Với kết luận là cái điện từ ổ khóa, từ bình ắc quy lên ổ khóa. Đây, ổ khóa nó có một dây đen sọc đỏ đây. Khi mở khóa lên thì nó sẽ có điện cấp ra con IC này. Từ con IC này nó sẽ chuyển ra cái dây đen sọc vàng cấp ra đây. Đấy. Cộng thêm cái con kích này nữa. Nhưng mà mình con IC này là của xe khác nha các bạn nhá. Con IC này là của mình chưa thử. Và con mô bin này thế. Con mô bin của xe thì mình để hết trong cốp rồi. Đồ
đồ xe để em trong gốc. Đây là mô bin thử này, IC thử nha các bạn nha. Đấy, mô bin IC thử và dây thì trước ngày bị cắn nhưng mà đấu lại thì cũng đúng rồi, đo đạc thì ok rồi nha các bạn nha, mà vẫn không có điện cao áp. Bây giờ mình cắm vào mình thử cho các bạn xem này. Cắm vào này. Đấy, đấu ngon lành rồi các bạn nha. Đấu đủ hết rồi đấy. Nhưng mà vẫn không có điện. Nói như đến đây rồi thì các bác thợ lâu năm các bác thừa biết là con xe này bị chết con gì rồi. Như đây mình chia sẻ với các bạn là chưa biết các bạn nha, bạn nào thấy video có gì không hiểu thì các bạn bình luận bên dưới nhá, mình trả lời cho các bạn. Hãy bây giờ mở khóa lên đề này, nếu như ok thì điện nó phải đánh cơ. Đấy, các bạn nhìn buji này không có gì luôn. Còn một trường hợp nữa, chưa cần dùng đến đồng hồ đo mà trong khi đó là xe này nó là điện nó chỉ có một cuộn đèn ở bên lốc điện thôi nha các bạn nhá. Vậy thì lý do tại sao nó không có điện thì các bạn để ý cho mình cái dây kích này, chết kích là chuyện bình thường các bạn nhá. Đấy, con này đường dây mình đo đạc rất là ok, kiểm tra hết rồi ok, còn mỗi con kích này đấy, từ dưới kia nó không kích được lên cho nên nó không có điện nha các bạn nha. Đấy, bây giờ tháo bên lốc điện kia ra các bạn nhé. Thấy cái này thì đến cái lọ vẫn không có điện. IC thay rồi, mô bin thay rồi, buji thay rồi, ổ khóa thử trực tiếp rồi cũng không có điện. Thử bằng cách nào thì các bạn để ý này, các bạn rút cái này ra. Rồi các bạn rút cái rác này ra. Đấy, các bạn rút cái rác này ra, sau đó các bạn lấy một sợi dây đồng, các bạn nối hai cái này vào nhau, cắm vào đây. Đấy là thử xem ổ khóa có bị làm sao không. Nhiều xe là bị ổ khóa các bạn nhá. Nhưng đây thì không bị làm sao ổ khóa luôn. Đấy, các bạn cắm hai dây vào đây là tự nó có điện luôn và nó sẽ cấp xuống đây. Đấy. Bây giờ sang bên này tháo con kích các bạn nha. Con kích thì riêng cái dòng OS110 này các bạn để ý, mình hỏi đại lý có bán rời không, nhưng mà cái dòng OS110 này họ không bán rời đâu các bạn nha. Thay cả củ luôn, thay cả cuộn luôn. Mất điện cao áp làm cũng rất là đơn giản các bạn nhé, nhưng mà các bạn phải biết đường thử như mình vừa nói ấy, thì nó rất là nhanh mà các bạn đỡ phải mất việc. Lúc nào cũng phải có đồ thử. Các bạn đợi chút mình tháo cái này ra cái đã, rồi chỉ cho các bạn nó chết cái con gì ở chỗ nào nhá. Đây nhá các bạn nhá, con kích nó là con này. Đây đây là cuộn của OS110. Hai bốn sáu có 12 cái cuộn này nha các bạn, để ý cái dòng này đặc biệt là trong này là không đây không phải cuộn nổ đâu nhá, đây là cuộn đèn thôi. Đấy, đây nó chỉ là cuộn đèn thôi và con kích này thôi, kích từ
con kích này nó bị hỏng này các bạn nhá. Cái dòng này đặc biệt sửa cao áp thì rất là dễ. Mà cái con này, con đây là con kích nhá, con này riêng cái dòng này nó không bán rời nhá các bạn nhá. Đấy, đây là con kích, nó chết con này này, nó không kích được điện, dòng điện lên nữa nha các bạn nhá. Còn dòng này sửa cái chuyện mà mất điện cao áp nó rất là đơn giản hơn cả những Zimway đời trước các bạn nhá, bởi vì nó không có quận nổ, nó chỉ thế này thôi mà thay thế nó cũng nhanh nhá các bạn nhá. Các bạn chỉ cần thử như mình vừa lấy rồi thì thử IC, mô bin và kiểm tra đường dây ok phát mà vẫn không có điện thì chỉ có chết kích nha các bạn nha. Đấy, đây là mình không đo nhưng khẳng định với các bạn là làm là chuẩn 100% các bạn nha, rất là dễ thôi. Đấy, bạn nào mà chưa gặp chiếc này như thế này bao giờ thì các bạn xem video ấy, thì các bạn cứ áp dụng theo, khẳng định với các bạn ok luôn các bạn nha. Đấy, mà thay thì các bạn hiện tại trên thị trường là cái cuộn này nó có hai loại, một loại tốt và một loại hàng bình thường không đắt lắm các bạn nhé. Các bạn hỏi xem khách nhu cầu là thay loại xịn thì các bạn thay, còn thay loại bình thường ở đây vẫn ok. Đấy thôi, mình xin tạm dừng video tại đây các bạn nhé. Clip sau mình sẽ có trường hợp nào mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Các bạn xem video đừng quên like, chia sẻ, rồi thì đăng ký nhấn chuông để được xem video miễn phí tiếp theo các bạn nha.